giới thiệu các bạn em đồng hồ cái buổi chuông 6 tiếng cái này đến nó Seiko. Cái con này là con Aichi Aichi Tokai Nhật Bản, con này là hàng cao cấp, hàng này là có sao cơ cót 30 ngày nhé. Nửa tiếng có đánh chuông một tiếng, cứ 30 phút đánh chuông một tiếng chuông, còn đến giờ nào đánh chuông theo số giờ đấy, 12 giờ đánh chuông 12 tiếng, 1 giờ đánh 1 tiếng, 2 giờ đánh 2 tiếng. Đây, lịch này, lịch ngày này, thứ này, đó. Cơ cót 30 ngày nhá, con này cót 30 ngày. Cơ đây là 25, 27 ngày các bạn có thể cót vào. Hàng Nhật, nội địa. Hàng này dùng siêu bền. Con này mình bán 3 triệu nhá. Mặt số rất đẹp này, không có vết xước gì này. Mặt nhôm gập lồi này, tục cây hết bài anh chi tục cây này đèn đi cà ca Japan logo biểu tượng này là anh chi này calendar này 30 ngày sao nhé. Những con sao này có sao này là con bíp. Bạn nào có nhu cầu liên hệ với 0934 337 337 kênh tiếng Việt 0934 337 337. Đó. Anh em nào ở Bắc Linh thì qua giao lưu, qua xem thực tế bê về. Thực ra mình ngại đóng gói. Đóng gói này vận chuyển cũng nó hơi cầu kỳ. Anh em nào quanh quanh Bắc Linh, Bắc Giang tạt qua xem. Để có nhu cầu qua xem thế. Cái này nó lau dầu căn chỉnh hết rồi, các bạn về chỉ dùng treo như vậy. Riêng hai chi này dùng siêu bền luôn, lành. Rồi, xin cảm ơn các bạn.